Tuyến cao tốc Bắc Nam qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa dài 98,8 km. Đi qua 9 địa phương: huyện Hà Trung, Vĩnh Lộc, Yên Định, Thiệu Hóa, thành phố Thanh Hóa, huyện Đông Sơn, Triệu Sơn, Nông Cống và thị xã Nghi Sơn. Cao tốc Bắc Nam qua địa bàn Thanh Hóa có đến 26 cầu trên tuyến chính. Ba hầm qua núi, 11 cầu vượt trực thông và hơn 100 hầm dân sinh và đường dân sinh dưới cầu. Những cung đường thanh thang được thành hình từ mặn chát mưa mồ hôi thấm vào nhựa chải. Sức người, sức của để những làn xe băng băng qua thành phố, qua xóm làng, xuyên núi, vượt sông, từng đoàn xe hối hả ra Bắc vào Nam, lướt theo cao tốc đồng hành áo cơm.